bay Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, hay những tuyến đường dẫn đến sân bay này vẫn đang kẹt cứng người từ hôm qua, suốt đêm qua cho đến hôm nay. Cảnh tượng kinh hoàng của người dân chen nhau lên cửa máy bay đi di tản tràn ngập trên các trang báo quốc tế lớn, mạng xã hội của người dân. Lực lượng an ninh Mỹ phụ trách tình hình tại sân bay đã phải nổ súng cảnh báo nhiều lần để đưa mọi thứ trở lại tầm kiểm soát. Reuters dẫn lời các nhân chứng cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng, song không rõ do trúng đạn hay bị dẫm đạp đến nghẹt thở. Trên trang Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Kabul kêu gọi công dân Mỹ và người dân Afghanistan không nên đến sân bay Kabul vào thời điểm này. Dẫu vậy, một cuộc di tản lớn trong lịch sử của hàng trăm, hàng nghìn người dân Afghanistan ra nước ngoài vẫn đang diễn ra trong vội vàng, khi họ không thể chấp nhận việc Taliban giành quyền kiểm soát đất nước. Họ sợ Taliban trả thù vì đã hỗ trợ cho các lực lượng nước ngoài. Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng như lúc này. Tất cả thành quả 20 năm đã tan biến trong vài ngày. Tôi nghĩ Mỹ nên rút quân khỏi Afghanistan, nhưng tại sao lại phải theo cách này? Tôi thực sự cảm thấy buồn khi Tổng thống rời đi và đầu hàng trước Taliban. Tôi không muốn đất nước của mình bị chia cắt, phá hủy và tồi tệ hơn. Trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn của dòng người di tản, các tuyến phố khác trên khắp Kabul hôm nay vắng vẻ hơn thường ngày, như cửa hàng đóng cửa. Đại diện của Taliban khẳng định họ không nhận được bất kỳ báo cáo nào về việc xảy ra giao tranh bạo lực. Theo các hãng truyền thông, thủ lĩnh Taliban đã yêu cầu tất cả các lực lượng để cuộc sống của người dân diễn ra một cách bình thường. Trong khi phó thủ lĩnh Taliban Mullah Barada Ankhun tuyên bố, giờ là lúc họ phải hành động để cải thiện cuộc sống của người dân. Chúng ta cảm ơn Chúa vì đã giúp chúng ta có được chiến thắng lịch sử. Song chúng ta sẽ không kiêu ngạo. Giờ là lúc chúng ta cống hiến cho đất nước, đem lại sự thanh bình và cải thiện cuộc sống của người dân tốt nhất có thể. Trước những diễn biến đang diễn ra tại Afghanistan, thế giới đang kỳ vọng Taliban sẽ hành động kiềm chế, đặc biệt là với những quan chức, binh lính chính phủ, cũng như phụ nữ và trẻ em. Gần 70 quốc gia đã cùng ra một tuyên bố chung đề nghị Taliban tạo điều kiện để người dân Afghanistan và các công dân nước ngoài được rời khỏi Afghanistan theo nguyện vọng. Đồng thời các sân bay, đường biên giới của Afghanistan cần luôn được mở cửa. Và trên thực tế, nhiều chuyến bay chở công dân nước ngoài và người dân Afghanistan đi di tản đã hạ cánh an toàn đến một số quốc gia như tại Anh và Ấn Độ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hay Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng đã lên tiếng kêu gọi Taliban đảm bảo đầy đủ các quyền của người dân, đặc biệt là nữ giới. Lãnh đạo New Zealand cho biết, cả thế giới đang chờ xem Taliban sẽ đưa ra tuyên bố như thế nào về chính quyền tương lai. Chúng tôi kêu gọi họ để mọi người dân rời đi một cách an toàn. Điều thứ hai, Taliban nên chứng minh rằng họ sẽ là một chính quyền mang lại hạnh phúc, đặc biệt với phụ nữ và trẻ em gái. Thế giới đã kêu gọi điều này một thời gian và sẽ tiếp tục chờ đợi, theo dõi. Trong khi, từ hôm qua đến hôm nay, nhiều quốc gia trên thế giới vẫn tiếp tục các cuộc sơ tán công dân và người dân địa phương di tản, tạm đóng cửa đại sứ quán và cắt giảm nhân viên ngoại giao. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm nay tái khẳng định rằng các lực lượng Anh và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ không trở lại Afghanistan khi Taliban nắm quyền. Trong khi đặc phái viên của Nga về Afghanistan cho biết sẽ sớm có cuộc gặp với đại diện của Taliban trong những giờ tới. Quyết định bất ngờ của Mỹ hồi giữa tuần điều động thêm 3.000 binh lính và sau đó tăng lên 5.000 không chỉ cho thấy tình hình an ninh đang xấu đi nhanh chóng, mà còn là sự suy giảm niềm tin và khả năng của quân đội chính phủ trong việc ngăn chặn đà tiến công của Taliban. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, Taliban đã chiếm được 28 trên tổng số 34 tỉnh của Afghanistan và cho đến sáng nay nhóm vũ trang đã tiến vào thủ đô Kabul, khiến chính phủ của Tổng thống Ashraf Ghani phải có cuộc thảo luận khẩn với đặc phái viên của Mỹ Zalmay Khalilzad và các quan chức hàng đầu của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Các phái đoàn ngoại giao phương Tây đã tiến hành sơ tán nhân viên và công dân khỏi Afghanistan từ đầu tuần này. Hôm nay, Mỹ cũng sử dụng trực thăng để sơ tán gần như toàn bộ nhân viên ngoại giao của mình ra khỏi thủ đô. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price trấn an, Afghanistan vẫn luôn là một trong những đối tác lâu dài của Mỹ. Đây không phải là sự bỏ rơi, cũng không phải là một cuộc di tản, mà đơn giản chỉ là giảm quy mô hiện diện dân sự của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tất cả các bên, bao gồm chính phủ Afghanistan, Taliban, các đối tác quốc tế của Mỹ, cần hiểu rằng Mỹ vẫn có ý định tiếp tục hiện diện ngoại giao tại Afghanistan. Chúng tôi dự định tiếp tục mối quan hệ đối tác lâu dài với người dân và chính phủ Afghanistan.
Ngoài việc cử 3 tiểu đoàn bộ binh, Mỹ cũng đang chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất khi điều động 3.500 đến 4.000 quân từ một lữ đoàn chiến đấu của sư đoàn dù 82 đến Kuwait để hoạt động như một lực lượng dự bị. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby, những binh sĩ này sẽ luôn được đặt trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, 1.000 binh sĩ lục quân và không quân, bao gồm cả quân cảnh và nhân viên y tế sẽ được cử đến Qatar trong những ngày tới để hỗ trợ Bộ Ngoại giao nhằm đẩy nhanh quá trình xử lý các đơn xin thị thực nhập cảnh đặc biệt của những người Afghanistan từng làm việc cho chính phủ Mỹ. Dù tới thời điểm này lò lửa ở Afghanistan vẫn chưa tác động đáng kể, nhưng các nước láng giềng từ một tháng qua đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng. Những nước này lo ngại dòng người tị nạn cũng như nguy cơ xuất khẩu chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan trong trường hợp Taliban nắm quyền ở Afghanistan. Chính vì thế, thời gian qua, các nước Trung Á và Nga đã tích cực phối hợp hành động, bao gồm tổ chức tập trận với những tình huống giả định cụ thể để đẩy lùi nguy cơ xung đột quân sự có thể phát sinh, với sự tham gia của hàng nghìn binh sĩ. Trong khi Trung Quốc cũng tích cực thúc đẩy các bên tại Afghanistan đàm phán. Đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề Afghanistan cho biết. Chúng ta cần đảm bảo rằng sự hỗn loạn sẽ không lan sang các quốc gia khác. Đặc biệt, Trung Quốc có đường biên giới dài 90 km với Afghanistan. Và vì vậy, tôi hy vọng Afghanistan có thể đạt được hòa bình và hòa giải càng sớm càng tốt để ngăn không cho tình trạng hỗn loạn lan rộng và đẩy các nước láng giềng trước mối đe dọa khủng bố. Trước mắt, cả Nga, Mỹ hay Trung Quốc đều đang cố gắng thúc đẩy các lực lượng chính trị Afghanistan đàm phán nhằm tránh đổ máu hơn nữa và tìm kiếm một giải pháp chính trị. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra lúc này là liệu Taliban có còn quan tâm đến việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình ở Qatar nữa hay không, khi vẫn đang trên đà chiến thắng. Các cuộc đàm phán hòa bình kéo dài suốt gần một năm qua giữa chính phủ Afghanistan và Taliban hầu như không đạt kết quả. Cách đây ít giờ, lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn thủ đô Kabul và chiến tranh tại Afghanistan đã kết thúc. Trước đó, các lực lượng Taliban đã tiến vào thủ đô Kabul mà hầu như không có vấp phải sự kháng cự nào về mặt quân sự. Họ yêu cầu chính phủ Afghanistan phải chuyển giao quyền lực một cách hòa bình. Lực lượng Taliban cho biết sẽ sớm công bố cách thức điều hành và hình mẫu chế độ cầm quyền ở Afghanistan. Người phát ngôn văn phòng chính trị của Taliban Mohammad Naim cho biết, cuộc chiến ở Afghanistan đã kết thúc, một thể chế và quy định mới sắp hình thành ở Afghanistan và Taliban đã sẵn sàng đàm phán với các nhân vật trong chính quyền Afghanistan. Lực lượng Taliban cũng cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho người dân và các phái bộ nước ngoài ở nước này. Kênh truyền hình Al Jazeera của Qatar sau đó đã phát sóng clip ghi cảnh một nhóm chiến binh Taliban bên trong dinh tổng thống Afghanistan. Trước đó, người đứng đầu Hội đồng Hòa giải Quốc gia tối cao Afghanistan xác nhận Tổng thống Ashraf Ghani đã từ chức và rời khỏi đất nước không lâu sau khi Taliban tiến sát thủ đô Kabul. Trong thông báo đưa ra trên trang Facebook, Tổng thống Ghani cho biết lý do rời đất nước là vì không muốn có thêm thương vong và thủ đô Kabul bị phá hủy. Ông Ghani thừa nhận Taliban đã giành chiến thắng và giờ lực lượng này có trách nhiệm bảo vệ tài sản và người dân Afghanistan. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi Taliban và các bên liên quan kiềm chế và duy trì trật tự, bảo vệ dân thường và giải quyết các vấn đề nhân đạo. Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới và các tổ chức quốc tế cũng đã bày tỏ quan ngại về tình hình tại quốc gia Nam Á này. Canada kịch liệt lên án tình hình bạo lực gia tăng ở Afghanistan và chúng tôi vô cùng đau lòng về tình huống mà người dân Afghanistan đang phải đối mặt. Chúng tôi luôn tin tưởng vào tương lai của Afghanistan và chúng tôi sẽ tiếp tục cùng các đồng minh và cộng đồng quốc tế đảm bảo những nỗ lực cho Afghanistan không trở nên vô vọng. Chúng tôi cam kết cho Afghanistan và cho người dân Afghanistan. Bình luận về việc Taliban kiểm soát thủ đô Kabul, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết ông không công nhận chính phủ mới ở Afghanistan mà không thông qua thỏa thuận, đồng thời hối thúc các lãnh đạo phương Tây hãy hợp tác để ngăn ngừa Afghanistan một lần nữa lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa khủng bố. Hiện Bộ Quốc phòng Mỹ đã điều thêm 1.000 binh sĩ tới Afghanistan để sơ tán công dân Mỹ, nâng tổng số binh sĩ Mỹ hiện diện tại quốc gia Nam Á này lên 6.000 người. Quyết định được đưa ra sau khi Đại sứ quán Mỹ cảnh báo an ninh ở sân bay thủ đô Kabul đang xoay chuyển rất nhanh. Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cũng cho biết đang nỗ lực để duy trì sân bay Kabul vận hành để giúp Afghanistan kết nối với bên ngoài. Tình hình Afghanistan đặc biệt hỗn loạn sau khi Taliban bắt đầu kiểm soát thủ đô Kabul. Nhiều người dân của Afghanistan đã đổ xô về các khu vực sân bay và các khu vực biên giới với hy vọng có thể nhanh chóng rời khỏi đất nước. Lo lắng, sợ hãi và tháo chạy là tâm lý chung của nhiều người dân Afghanistan vào lúc này. Lo sợ Taliban có thể quay trở lại nắm quyền và thực thi những chính sách hà khắc, nhiều người dân đã tìm đường rời khỏi đất nước.
giao thông đặc biệt ách tắc tại các con đường dẫn đến sân bay Kabul đã khiến nhiều người phải bỏ lại ô tô đi bộ để đến được sân bay. Bạn bè của chúng tôi sẽ bị giết, lực lượng Taliban sẽ giết chúng tôi, phụ nữ Afghanistan sẽ không còn quyền gì nữa. Mọi người đều mệt mỏi với chiến tranh, các vụ nổ và các cuộc tấn công tự sát. Tôi hy vọng hòa bình và ổn định sẽ được thiết lập lại để mọi người có thể sống một cuộc sống yên ổn. Trong khi đó, tại các khu vực biên giới giữa Afghanistan và các nước láng giềng như Uzbekistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, từ mấy ngày qua đã có rất nhiều người băng qua khu vực biên giới để sang các nước láng giềng tị nạn. Dòng người tháo chạy ồ ạt khỏi Afghanistan đã khiến nhiều nước láng giềng không khỏi lo ngại về nguy cơ xảy ra làn sóng di cư như đã từng xảy ra ở Syria sau khi chiến tranh nổ ra ở quốc gia Trung Đông này 10 năm về trước. Lo ngại tình hình bất ổn tại Afghanistan, nhiều nước tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch sơ tán công dân khỏi nước này. Bộ Ngoại giao các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho biết đang nỗ lực sơ tán các nhân viên ngoại giao nước này khỏi Afghanistan, trong khi Pháp và Đức đã điều máy bay quân sự hoạt động xuyên đêm để sơ tán công dân về nước. Chính phủ Nepal cũng đã kêu gọi sơ tán 1.500 công dân Nepal đang làm việc tại Afghanistan về nước. Mỹ cùng gần 70 quốc gia khác đã ra tuyên bố chung kêu gọi hỗ trợ người dân Afghanistan và công dân các nước khác muốn rời khỏi Afghanistan. Tuyên bố chung nhấn mạnh, lực lượng nắm quyền và có thẩm quyền ở Afghanistan có trách nhiệm bảo vệ tính mạng và tài sản cũng như khôi phục ngay lập tức an ninh và trật tự dân sự. Những người có nguyện vọng rời khỏi Afghanistan phải được tạo điều kiện và các tuyến đường, sân bay và cửa khẩu phải được mở trong khi trật tự phải được duy trì. Tuyên bố chung cũng nêu rõ, người dân Afghanistan xứng đáng được sống trong hòa bình, an ninh và cộng đồng quốc tế sẵn sàng hỗ trợ họ.